Nếu mà các bác muốn tìm những cái dòng điện thoại giá rẻ mà là chính hãng mà không cần cọc thì các bác có thể tham khảo bên em ở đây. Bên em bán cho tất cả các bác những cái dòng điện thoại từ 1 triệu đến 10 triệu không cần cọc một đồng nào và được kiểm hàng thanh toán, cam kết với mọi người là hàng chính hãng, chế độ bảo hành bên em là 30 ngày. Nếu không may các bác dùng lỗi, em sẽ hỗ trợ các bác một đổi một tại nhà và bảo hành phần cứng toàn bộ máy cho tất cả các bác 1 năm miễn phí ship, kiểm hàng thanh toán. Ở đây mới là những cái nơi mà chúng ta cần nghiên cứu và mua sắm, bởi vì em bán số lượng chứ không phải em bán một cây hoặc là hai cây rồi là ba cây rồi là bắt các bác cọc rồi là lừa cọc tất cả anh em. Đây mới là những cái nơi mà chúng ta cần nghiên cứu và sắp xếp để đặt hàng ở đây. Đấy, nếu mà những cái lời quảng cáo của em không đúng với sự thật thì chúng ta không nên nhận cái đơn hàng này nhé các bác nhá. Đây này, điện thoại bên em thì không bao giờ thiếu nhá. Đây. Đấy, em quay qua cho các bác xem nhá. Nhiều bác cứ tranh cãi là nhà em bán một hoặc là hai cây rồi là lừa tất cả anh em, thì anh em cứ thử xem. Em chỉ sợ các bác lừa tôi chứ tôi không lừa được các bác, bởi vì tôi không cầm của các bác một xu nào. Bây giờ em vào con kho nữa nhá. Đấy, như vậy đã đủ uy tín cho tất cả các bác lựa chọn chưa? Đây này, hàng cũng mới về đây này. Đấy, đây nhá. Đấy, đây nhá, toàn là điện thoại nhá. Và bên này nữa nhá, em sẽ không tắt cái video này bởi vì nhiều bác bảo là em cắt ghép video nó hơi bị rung lắc một tí, nên là anh em thông cảm. Đây đã đủ điện thoại cho các bác lựa chọn chưa? Đây, 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 đấy, đây, đây, đây. Nhiều bác cứ bảo là sợ tôi cắt ghép video nọ video kia. Tôi nói cho các bác, bán được và làm được nó phải đúng, bởi vì cái gì thì cái, chúng ta lời quảng cáo nó phải theo cái sự thật. Đây này, điện thoại có thiếu gì không nhà các bác nhá? Không thiếu bất cứ những cái dòng gì nhá. Đấy, đây, thấy chưa? Đấy, em đã bảo rồi, bên em bán theo cái số lượng chứ không phải là bán một cây hay là hai cây hay là ba cây. Đấy, đây, trong này toàn điện thoại cơ. Đấy, nên anh em yên tâm khi chúng ta đã lựa chọn ở bên em nha các bác nha. Đây, bây giờ em sẽ quay ra đây. Nó hơi bị rung lắc video một tí, anh em thông cảm nhá. Đây nha. Đấy, tầm như thế này đã đủ uy tín chưa? Hay là chúng ta vẫn cứ nghĩ là tôi lừa các bạn? Tôi chỉ sợ các bạn lừa tôi chứ còn tôi không lừa được các bạn nha. Còn bây giờ ấy, em sẽ gắn máy quay vào đây. Gắn máy quay ở trên cái này. Rồi em sẽ quay xuống cái bàn này. Em sẽ quay xuống cái bàn này và tả chi tiết, giới thiệu từng cái sản phẩm. Anh em nào ưng nhấc máy và gọi cho tôi để tôi sẽ chốt đơn cho các bác nha các bác nha. Còn đây là những cái sản phẩm mà tiền ít thịt nhiều. Nếu mà chúng ta mua những cái dòng sản phẩm tầm triệu hơn triệu thì chúng ta có thể nghiên cứu những cái sản phẩm này. Đây là một chiếc điện thoại Oppo A31, màn hình 6.5, RAM 8, con này 256GB, pin con này 5000, 2.150.000, mới full hộp và đầy đủ hết phụ kiện từ ốp và từ sạc và từ tai nghe nha các bác nha. Mới full hộp 100% và chúng ta chỉ bỏ ra 2.150.000 mà các bác đã nhận được một chiếc điện thoại RAM 8 256GB. Em đã bảo không cần cọc và được kiểm hàng thanh toán thì anh em yên tâm, những cái lời quảng cáo của em nó phải đúng với cái sự thật những cái sản phẩm. Đấy, lời quảng cáo với sản phẩm nó phải kèm đúng như những cái lời quảng cáo. Máy 2 sim 2 sóng các bác nhá. Nếu mà em mà quảng cáo sai thì chắc chắn các bác sẽ không nhận, đúng không? Nên là em quảng cáo là em phải quảng cáo đúng. Đấy, với là kèm theo cái sản phẩm của em thì anh em yên tâm. A31 RAM 8 256GB. Các bác cứ kiểm tra đúng RAM 8 256GB mới full hộp thì các bác nhận, còn không đúng thì đừng có nhận nha các bác nhá. Đấy, về rất là nhiều những cái mẫu mới từ 1 triệu cho đến 10 triệu không cần cọc, anh em yên tâm. Đấy. Đây là chiếc Oppo A31, còn đây là một chiếc điện thoại Oppo A5s. Oppo A5s pin 4500, màn hình 6.5, RAM con này RAM 6 và con này 128GB, cũng mới full hộp 100% để cho các bác giá 1.650.000. Oppo A5s nha, 1.650.000, RAM 6 128GB, 2 SIM 2 sóng chứ không phải là loại 128, à xin lỗi, không phải là loại 64 hoặc là 16 hoặc 32GB nhá. Đây là cái lớp giấy bóng thôi. Đấy, các bác bỏ ra 1.650.000 mà các bác đã nhận được một chiếc điện thoại mới full hộp và đầy đủ hết phụ kiện từ ốp và từ sạc và từ tai nghe nhá. Oppo A5s 1.650.000 nhá. Tiếp theo là con Oppo, cũng là Oppo A3s. Con lúc đấy là A5s, còn con này là A5s. Mới 100%, đầy đủ phụ kiện, ốp và sạc và tai nghe. Em để cho các bác với giá là bao nhiêu ạ? 1.450.000, mới nhá, 128GB. 128GB, cũng là RAM 6, 128GB, pin 4500, màn hình 6.45 inch.
Đấy, mới full hộp có cả màu đỏ, màu hồng nha các bác nhá. Oppo A3s 1.450.000 các bác kiểm tra hàng trước khi thanh toán, không cần cọc một xu nào. Kiểm tra đúng cái sản phẩm em quay, em quảng cáo các bác trả tiền, còn không đúng thì đừng có trả tiền nha các bác nhá. Oppo A3s 1.450.000 mới, đầy đủ phụ kiện. Ok chưa? Đấy, như thế này mà chỉ có hơn 1 triệu thôi thì các bác không mua thì các bác mua ở đâu? Tiếp theo. Về cho các bác một cái sản phẩm mới. Đây là một con Redmi 7. Redmi 7 nha, con này Redmi 7. Redmi 7 này thì cái hộp nó chả có gì đâu, nó cũng chỉ có ốp, có sạc và có tai nghe ở trong này thôi, nó còn ngoài ra nó chả có gì cả. Redmi 7 này thì em bán cho các bác giá cực rẻ và RAM cực cao. Nó không khác gì con Oppo A74 nha các bác nhá. Con này là pin 5000, màn hình 6,56 inch, gọi là 6,6 đi. RAM con này RAM 8 và con này 256GB, giá chỉ có 3.150.000, full hộp và đầy đủ hết phụ kiện. Tất cả các cái dòng điện thoại em không cần cọc mà nó là mới, full hộp và đầy đủ hết tất cả các link phụ kiện kèm theo nha các bác nhá. Đầu tiên, ốp, sạc, tai nghe, que chọc SIM đầy đủ hết. Con này em để cho các bác với giá là 3.150.000, RAM 8 256GB nha, Redmi 7. Đây, RAM 8 256GB, Redmi 7 5G, chuẩn chưa? Đấy, nếu mà các bác nhìn cái thông số này mà các bác không nhìn rõ thì các bác cứ phải nghe theo những cái lời em quảng cáo và em nói ấy, thì các bác nhận nhá, Redmi 7 3.150.000 mới, full hộp, đầy đủ hết phụ kiện cho các bác nhá. Không cần cọc một xu nào và chúng ta được kiểm hàng thanh toán. Còn nếu mà các bác muốn tìm những cái dòng điện thoại giá nó lại rẻ hơn thì nó là con này. Đây là con Vivo i93 mới 100%, đầy đủ phụ kiện từ ốp, từ sạc và từ tai nghe. Con này là RAM 6 và 128GB. RAM 6 128GB, đây này. Đấy. Pin con này là 4500 các bác nhá, để cho các bác đầy đủ phụ kiện mới nhá, mới đầy đủ hết phụ kiện, không có một vết xước. Tất cả các bác nhìn qua ở đây nó là những cái đây em bán giá bán lẻ là 2 triệu nhưng mà để cho các bác online chỉ có 1.500.000 thôi. Đấy, 1.500.000. Có cả màu đen, màu xanh, màu đỏ nhá. Giá 1.500.000. i93. i93 1.500.000. RAM 6 128GB. Mới, full hộp và đầy đủ hết phụ kiện. Tiếp theo là con Vivo i11. Vivo i11 mới 100%, nguyên hộp, full hộp và đầy đủ hết phụ kiện từ ốp, từ sạc và từ tai nghe. Con này em để cho các bác với giá là bao nhiêu ạ? 1.950.000. Các bác đã nhận được một chiếc điện thoại RAM 6 và 128GB. RAM 6 và 128GB mới, full hộp nha. Mới, full hộp có nghĩa là có hộp, có sạc, có ốp và có tai nghe. Đấy, đây này, RAM 6 128GB. Các bác cứ nhận đúng những cái sản phẩm mà em quay, em quảng cáo thì các bác nhận, còn không đúng thì đừng có nhận nha các bác nhá. Nó là phải mới là một, hai nữa nó phải RAM và bộ nhớ nó phải đúng, ba nữa thì nó phải full hộp như thế nào, những cái lời quảng cáo em nó phải kèm theo cái sản phẩm nó như thế nào thì các bác nhận, còn không thì đừng có nhận nha các bác nhá. Bởi vì bên em mua bán không cần cọc thì các bạn yên tâm. Còn nếu mà các bạn bảo là không chính hãng hay là như thế nào thì các bác có thể theo dõi đây. Đây là email của nó nha các bác nhá. Đấy, nếu mà máy tàu, máy giả, máy nhái này chắc chắn nó sẽ không có email này đâu. Đấy, Vivo i11 giá để cho các bác chỉ có là bao nhiêu? 1.950.000 thôi. Tiếp theo là con Vivo i17. Vivo i17 em để cho các bác với giá là bao nhiêu? 2.250.000. Các bác bỏ ra 2.250.000 thì các bác nhận được một chiếc điện thoại RAM 8 và con này 256GB, full hộp, đầy đủ phụ kiện, pin 5000, màn hình con này 6.5354 inch. Đấy, pin 5000 mà giá chỉ có là bao nhiêu? 2.250.000. Đấy, nó là máy mới thì em cũng chẳng cần phải quay gì nhiều đâu, em chỉ cần quay qua như thế thôi. Đấy, nếu mà nó máy cũ thì em còn sẽ phải tả chi tiết. Bên em thì không thiếu bất cứ cái sản phẩm gì. Các bác theo dõi video thì đừng quên đăng ký kênh và chia sẻ ngay video để cho mọi người cùng tham khảo giá và cùng nhau nghiên cứu ở đây mà mua. Ở đây mới là những cái nơi mà chúng ta cần nghiên cứu và mua sắm, bởi vì em bán theo cái số lượng vài nghìn cây chứ không phải bán một cây hoặc là hai cây rồi là bắt các bác cọc nọ cọc kia. Đấy, em mà những cái sản phẩm mà em bán ở đây mà nó không đúng với cái thực tế và không đúng với những cái lời quảng cáo của em thì chắc chắn kênh của em nó không đạt được 3 đến 4 triệu người xem và 40 mấy nghìn, 50 nghìn người đăng ký kênh.
Đây là một chiếc điện thoại Vivo i19, pin con này 5000, màn hình 6.5, con này cũng là RAM 8 và con này 256GB, mới full hộp và đầy đủ hết phụ kiện từ ốp, từ sạc và từ tai nghe. Vivo i19, RAM 8 256GB, giá 2.450.000. Vivo i19, RAM 8 256GB, pin 5000 nhá. Đấy, để cho các bác với giá chỉ có là 2.450.000 đây. RAM 8 này, 256GB chuẩn chưa? Đấy, RAM 8 và 256GB. Em để cho các bác với giá chỉ có 2.450.000, các bác đã sở hữu được một chiếc điện thoại RAM 8 256GB và máy mới full hộp rồi. Đấy, nên là những cái giá này em để cho các bác, là em nói cho các bác em bán rẻ nhất trên cái thị trường. Bởi vì em ở đây em bán số lượng, bán rất là nhiều, chứ không phải là bán một cây hoặc là hai cây hoặc là chúng ta bán tại nhà. Đây là bán đăng video lên để bán, để đăng video lên để mình đăng bán toàn quốc, chứ không phải đăng bán cái kiểu là bán theo hình ảnh nha các bác nhá. Đấy, đây là con Vivo i20s, pin 5000, màn hình 6.5, RAM 8, con này 256GB, mới full hộp và đầy đủ hết phụ kiện từ ốp, từ sạc và từ tai nghe. Em quảng cáo và quay nhanh chi tiết thôi, chứ còn nếu mà bây giờ các bác muốn hỏi thêm, các bác có thể gọi trực tiếp nha các bác nhá. Bởi vì nó là máy mới thì cũng không có gì phải hỏi thêm cả. Một, mới, hai là không bị ám mố gì cả. Đã mới thì nó phải mới chứ, đúng không? Nếu mà mới mà xước, móc, méo, nứt, nẻ các thứ làm sao gọi là máy mới. Thì em chỉ cần quay qua này và quay qua và hình thức và báo cho các bác với dung lượng pin và dung lượng bộ nhớ thôi, với đồng tiền thôi. Đấy, đây là công khai giá toàn quốc, chứ không thể nói cái chuyện là như các bạn thấy không, người ta đang lên bán, mình muốn hỏi mua thì nó lại bảo là ừ nhắn tin đi, nhắn nói luôn giá mẹ đi cho nó nhanh, nhắn với chả nhủng gì, đúng không? Con này là Vivo i20s, 2 sim 2 sóng, 256GB nha, RAM 8 256GB, mới full hộp và đầy đủ hết phụ kiện cho các bác, giá chỉ có 2.550.000 full hộp nha các bác nha. Tiếp theo là con Oppo Oppo F11, Oppo F11 pin 5000, màn hình 6.5, RAM 8, con này 256GB. Con này tranh cãi rất nhiều, nhiều người bảo đắt quá, nhiều người thì bảo rẻ quá, sợ không đúng hàng thật. Em nói cho các bác nha, có rất là nhiều cái phiên bản. Một là loại 16GB, hai là loại 32GB, ba nữa là loại 64GB, bốn là 128GB, năm nữa là 256GB. Trường hợp các bác bị lừa là như thế này, người ta quay những cái sản phẩm 256GB, sau đó các bác cọc cho người ta rồi người ta chỉ gửi cho các bác loại 16 hoặc 32GB thôi. Còn khi mà đến tay các bác không nhận thì chúng ta mất tiền cọc, mà nhận thì so với giá trị với cái sản phẩm chúng ta thì nó quá đắt, nên là nhiều người cứ bảo mua hàng trên mạng bị lừa. Nên tại sao em bán cho các bác không cần cọc một xu nào, chúng ta không mất một đồng nào nếu chúng ta không nhận hàng. Nếu mà những cái lời quảng cáo em sai với cái sự thật, những cái sản phẩm của em thì các bác đừng có nhận nha, đừng có nhận cái đơn hàng đó, và các bác điện ngay cho tôi. Đấy, và báo ngay cho tôi nha. Con này Oppo F11 pin 5000, 256GB, để cho các bác với giá chỉ có 2.350.000 thôi. 2.350.000, mới full hộp đầy đủ phụ kiện, có từ ốp, có từ sạc và có từ tai nghe các bác nha. Ốp, sạc và tai nghe, đấy, đầy đủ hết cho các bác. Giá chỉ có 2.350.000. Tiếp theo là con Oppo A32. À đâu, con này chưa có pin. Đây. Đây là Oppo A32, pin 5000, màn hình 6.5, RAM con này RAM 8 và con này 256GB nha, RAM 8 256GB, Oppo A32 mới full hộp và đầy đủ phụ kiện từ ốp và từ sạc và từ tai nghe nha. Con này chỉ để dành cho các bác với giá chỉ có 2.500.000 thôi, Oppo A32 nha các bác nha. Đấy, mới full hộp và đầy đủ hết phụ kiện từ ốp và từ sạc và từ tai nghe. RAM con này RAM 8 256GB, pin 5000. Đấy, bán cho các bác với giá chỉ có 2.500.000 nha, full hộp đầy đủ phụ kiện từ ốp và từ sạc và từ tai nghe. Đấy, tất cả các sản phẩm bên em mua bán không cần cọc một xu nào, cứ kiểm hàng đúng những cái lời em quảng cáo chúng ta nhận, mà còn không đúng thì đừng có nhận nha, để đảm bảo được cái đồng tiền của các bạn không bị mất tiền, và chúng ta sẽ mua hàng sẽ tránh cái trường hợp bị lừa. Đấy, đây là một cái sản phẩm mà nó không phải là hiếm, có rất nhiều, tuy nhiên thì nó cũng qua một cái quá trình mà nó làm mưa làm gió. Con này thì Vivo V15, con này tại sao nó bán đắt mà nó lại có cái tính năng lạ, thì con này em nói cho các bác nhá. Thứ nhất là nó rất là thông dụng, thứ hai nữa là RAM cao, bộ nhớ cao, thứ ba nữa là pin cũng cực kỳ là cao, thứ tư nữa thì nó ăn nhau ở cái điểm camera thụt thỏ. Đấy, cam này nó thụt nhá, cam nó thụt lên và thụt xuống này. Đấy, cam này thụt lên và thụt xuống này các bác nhá, đây này. Đấy,
cam nó thụt lên và thụt xuống này. Ok chưa? Đấy, cam thụt lên và thụt xuống. Quá đẹp nha. Các bác nhìn qua cái hình ảnh camera thì hiện tại nhìn nó hơi bị đốm đốm như thế này và cảm thấy nó bẩn bẩn, nhưng mà không phải đâu. Đây là một cái lớp giấy bóng tem siêu dán ở bên ngoài. Bởi vì em quay video em bốc ra thì em phải để cái tem này vào. À, để cái kệ nó giấy bóng này. Đấy, khi chúng ta bóc ra nó mới mới như thế này các bạn. Đúng không? Đấy, nhìn thì nó hơi xấu một tí thôi, nhưng mà thôi nó kệ nó như vậy. Đây này, con này nhá, RAM 8 256GB, trước nó mới ra thì nó lên tới gần 20 triệu. Đây này, RAM 8 256GB này. Còn bây giờ giá chỉ bao nhiêu? Có 2.950.000 thôi. Đấy, giá bán lẻ là 3.300.000 đấy. 2.950.000 để cho các bác ở trên online này. Các bác tìm hết đi, chả có chỗ nào bán rẻ như vậy đâu. Chỉ có nơi này mới là những cái nơi mà chúng ta cần nghiên cứu và mua sắm. Em khoe cho các bác một điều như này nha. Nếu những cái lời quảng cáo của em không đúng với cái sự thật, với cái sản phẩm của em ấy, thì kênh của em nha, em nói cho các bác, đấy là bằng thật nha, không có bao giờ đến 3 đến 4 triệu người xem và không đạt được 4 đến 5, 30 đến 40 nghìn người đăng ký kênh. Và tiếp theo, một ngày em bán vài trăm đơn cơ. Đấy, một ngày em bán vài trăm đơn cho các bác nha, các bác nha. Đấy, nhiều bác cứ bảo là sợ em lừa dối các bác đây. Đấy, đây là một cái app em bán hàng nha. Em gửi hàng qua Viettel Post nha, nói trước nha. Đây này, không có một cái đơn nào dưới 1 triệu nha, toàn 2 triệu, 3 triệu. Thì đây, cái này em phải che vào một tí. Cái video này là em làm ngày 22, là ngày hôm nay là 22, nhưng mà ngày mai là ngày 23 em mới đăng cái video này, các bác hiểu không? Đấy, thì đây, lấy thành công bao nhiêu đơn này. Tại sao các ngón tay của tôi che? Tôi che cái mã của cái app của tôi, sợ là tôi cho nhiều người thấy thì nó lại người ta ăn cắp của tôi. Ngày 22 tháng 8 nha. Lấy thành công 466 đơn, chuẩn chưa? Đây là không có lừa dối các bác gì cả nha. Lấy thành công 466 đơn. Đấy, nhìn đây, nhìn kia này. Chứ lấy thành công này, các bác thấy không? Lấy thành công 466 đơn và hủy lấy 24 đơn, có nghĩa là người ta đặt xong người ta lại hủy. Đấy, đây là thực tế nhé, chứ không có lừa dối gì nha các bác nha. Đây này, đấy, cái đơn hàng của tôi đang đây này, các bác thấy có cái đơn nào mà nó có tầm 1 triệu không? Có đâu. Thì các bác biết rồi, em bán không cọc mà được kiểm hàng thanh toán. Mà trong khi các bác biết không, em bán gần 500 đơn một ngày thì tính chia trung bình cho nó 3 triệu một đơn thôi, thì cũng hơn một tỏi. Hơn một tỏi một ngày. Và tôi không cần các bác phải cọc một đồng nào cả. Và tôi vẫn để hơn một tỏi đó để tôi lưu hành toàn quốc, phải không? Đấy là các bác phải hiểu điểm nào uy tín hay không thì các bác biết. Còn tôi nói các bác, một mình tôi làm dâu trăm họ, tôi sẽ không bao giờ thuyết phục và nói được cho tất cả mọi người tin tôi. Còn ai tin có thể mua, mà không tin thì cũng không nên tham khảo nha các bác nhá. Đấy, xã hội nó nhiều cái sản phẩm nên là chúng ta không biết ông nào là ông thật, ông nào là ông giả. Tốt nhất các bạn không tin, các bạn không nên mua nha các bác nhá. Đây là con Redmi V11S. RAM con này RAM 8 và con này 256GB, pin 5000. Bán cho các bác với giá 3.500.000. Đấy. 3.500.000 nha các bác nhá. Redmi V11S. RAM 8 cộng 3 này, 256GB này. V11S này, 5G này. Đấy. Để cho các bác với giá chỉ có 3.500.000 thôi. Redmi V11S nha các bác nhá. Redmi V11S 3.500.000. Tiếp theo là con Oppo A73. Oppo A73 mới full hộp và đầy đủ hết phụ kiện, từ ốp và từ sạc và từ tai nghe. Con này pin 5000, màn hình 6.5, RAM con này RAM 8 và con này 256GB, mới full hộp và đầy đủ phụ kiện, để cho các bác với giá chỉ có RAM 8 cộng 5 nhá. RAM 8 cộng 5 thành RAM 13 và con này 256GB. Đây này. Đấy, Oppo A73 5G giá chỉ có 2.650.000 mà các bác đã sở hữu được một chiếc điện thoại Oppo A73 mới full hộp như thế này. Đấy. 2.650.000 thôi. Tất cả các cái dòng điện thoại của em từ đầu video đến cuối video này không cần cọc một xu, thoải mái kiểm hàng thanh toán nha. Tiếp theo là con Oppo A74. Oppo A74 pin 5000, màn hình 6.5, RAM con này RAM 8 cộng 3 thành RAM 11 và con này 256GB các bác nha. 256GB nhé. Để cho các bác với giá chỉ là bao nhiêu? 3.150.000. Oppo A74 5G. Đây, RAM 8 cộng 5 này, chuẩn chưa? Và Android 12 chấm này, 256GB này, Oppo A74 5G nha. Để cho các bác với giá là bao nhiêu ạ? 3.150.000, không còn chỗ nào rẻ hơn đâu các bác nha, các bác nha. Oppo A74. Tiếp theo là con Oppo A76. Đây.
Oppo A76 pin 5000 màn hình 6.5 6.6. RAM con này RAM 8 và con này 128GB. Tại sao con này nó là 128GB? À, tại sao con này nó là 3 triệu? Có nghĩa là rẻ hơn con 74, 76 là rẻ hơn 74 vì nó là 128GB. Còn 74 nó là 256GB nha các bác nha. Con này là em để cho các bác 3 triệu thôi. Mới full hộp và đầy đủ hết phụ kiện từ ốp, từ sạc và từ tai nghe nhá. Đây RAM 8 128GB này. Chuẩn chưa? Đấy, giá này là để cho các bác là quá hợp lý rồi. 3 triệu tròn thôi. 3 triệu tròn Oppo A76 nha. 3 triệu tròn. Tiếp theo là con Oppo A78. A78 em có cả màu đen nha các bác nha, có cả màu đen nữa nha. Oppo A78 màu xanh, màu tím nhạt nhạt thế này. Đấy và màu đen. Em bán cho các bác với giá chỉ là bao nhiêu? 3.500.000. Pin con này 5.000, màn hình con này 6.5, RAM con này RAM 8+4. Màn hình xin lỗi, cứ đọc 6.5 nó quen. Em đọc 6.5 quen rồi nhưng mà có nghĩa là con này nó là màn hình 6.7. RAM con này RAM 8+4. Thành RAM 12 và con này nó là 256GB, mới full hộp đầy đủ phụ kiện, giá 3.500.000. 3.500.000. Đây, RAM 8+4 thành RAM 12 này và Android 12 256GB A78 5G. Đấy, A78 5G nha các bác nhá. Đấy em để cho các bác với giá là bao nhiêu ạ? 3.500.000. Đấy, không còn chỗ nào rẻ hơn đâu các bác nha, em dám cam kết cho các bác là như vậy. Nếu mà các bác muốn biết được những cái tại sao tôi bán rẻ như vậy thì các bác sẽ hỏi tôi sau về vấn đề này và tôi sẽ tiết lộ cho các bác một tí. Thứ nhất, tại sao người ta bán đắt hơn? Người ta phải đóng thuế, người ta phải chi phí những một chút cái khoản tiền 15% thuế nhá. 15% nhân lên con này nó vào hơn 5 triệu đấy anh em ạ. Đấy. Con này là Oppo A79, Oppo A79 mới full hộp. Đầy đủ phụ kiện, pin 5000, màn hình 6.6, RAM 8 và 128GB. Oppo A79 5G nhá, con này thì đang hết sạch pin. Đấy, bởi vì em bỏ ra quảng cáo, em bán cho các bác với giá chỉ có 5.7 thôi, 5.700.000. 5.700.000 nhá, Oppo A79. Đấy, A79 5.700.000, mới full hộp và đầy đủ hết phụ kiện. 5.700.000. Còn tiếp theo là con Oppo A57. Oppo A57 mới 100% nguyên hộp và đầy đủ phụ kiện từ ốp và từ sạc và từ tai nghe. Pin con này pin 5000, màn hình con này 6.56 inch. 6.6, RAM con này RAM 8+4 thì RAM 12. Oppo A57 nhá. Oppo A57. Đấy, giá ngoài thị trường là trên 4 triệu nhưng mà em để cho các bác chỉ có 2.800.000 thôi, không có thuế gì cả. Đấy. 2.800.000 thôi. 2.800.000 các bác đã sở hữu ngay được một chiếc điện thoại Oppo A57 256GB, RAM 8 256GB nhá. RAM 8 và 256GB. Đây ạ. 256GB Oppo A57 RAM 8+4 này, thành RAM 12. Hai SIM hai sóng để cho các bác với giá chỉ có 2.800.000, mới full hộp và đầy đủ hết phụ kiện. Từ ốp, từ sạc và từ tai nghe. Tiếp theo là con Oppo A93s. Oppo A93s pin 5000, màn hình 6.6, RAM 8 và con này 256GB. Đấy, 3.350.000, 3.350.000, pin 5000, màn hình 6.6, RAM 8 và 256GB nhá. A93s mới full hộp và đầy đủ hết phụ kiện từ ốp và từ sạc và từ tai nghe, RAM 8 256GB này. Đấy, A93s 5G, đúng không? Trên cái thiết bị này nó ghi như thế nào thì em phải đọc rõ cho các bác như thế đó, bởi vì khi các bác nhận hàng nó phải đúng thực tế những cái mà các bác đặt. Chứ còn bây giờ mà trên điện thoại một kiểu mà mình đọc một kiểu thì đến lúc các bác nhận hàng nó không đúng thì các bác sẽ không nhận, đúng không? Còn bên em thì không thiếu bất cứ cái sản phẩm nào. Các bác theo dõi video thì đừng quên đăng ký kênh, chia sẻ cái video và cho tôi một lượt like. Một là mình sẽ không mua thì mình tham khảo giá. Hai nữa mình có thể là chia sẻ cho bạn bè để tham khảo và mua. Ba nữa thì chúng ta cũng gọi là chia sẻ hộ để mình được nắm thêm một số cái giá của thị trường và có một số cái sản phẩm mới thì chúng ta cùng được tham khảo. Đây là một chiếc điện thoại Redmi 12 nhá. Redmi 12 pin 5000, màn hình con này là 6.79 inch, RAM 8+2 thành RAM 10 và con này 256GB. Để cho các bác với giá chỉ có 3.700.000 thôi. Các bác nhìn nó đẹp không? Đẹp như Ngọc Trinh luôn. Ngọc Trinh chưa đủ tuổi nhá các bác nhá. Đấy, em nói cho các bác rồi, tất nhiên xã hội thì trăm người bán vạn người mua, hơn thua nhau nó ở chất lượng. Còn nếu các bạn muốn tìm những cái sản phẩm tốt giá rẻ thì không có, còn vừa rẻ vừa tốt cũng không có rồi. Còn nếu các bác muốn tìm những cái sản phẩm tốt thì chúng ta cũng không nên nghiên cứu về cái giá của nó quá nhiều, và chúng ta hãy nhìn về cái mặt của nó,
cái sản phẩm này có đáng mua cái giá trị này hay không. Nên là nhiều người bảo là em bán đắt quá, nhiều người thì bảo là em bán rẻ quá. Thì em nói cho các bác biết nhá, một là nó sẽ có hàng xách tay, hai nữa có hàng tàu, hàng nhái, ba nữa có hàng lỗi kỹ thuật, bốn nữa hàng độ vỏ, năm nữa là hàng tàu. Nó có rất là nhiều cái sản phẩm nó khác nhau, nên nhiều người không biết, cứ thấy người ta đăng lên giá triệu hơn triệu mà tại sao tôi bán 4-5 triệu là hốt luôn, sợ luôn, nó là như vậy. Đấy, ví dụ như tôi cũng hay nói rồi, ví dụ như một con iPhone 15 Pro Max chẳng hạn, bây giờ các bác nhìn thấy không, ở trên Lazada rồi TikTok rồi Shopee người ta bán có 1,5 triệu, thế mà ngoài thị trường người ta bán 40-50 triệu. Thế chả tranh nhau đi lên TikTok mà mua cho nó nhanh, nhưng mà nó cũng thật, nó mua được thật, nhưng mà cái sản phẩm nó không đúng nữa các bác nhá. Đấy, em nói cho các bác như vậy, nên là nhiều người cứ tranh cãi. Các bạn đã không biết thì chúng các bạn này còn nguy hiểm hơn cơ. Đấy, còn tôi làm thì tôi cũng không biết nhiều đâu, tuy nhiên tôi đã chuyên môn về điện thoại thì tôi cũng biết một tí tí, nhưng mà các bạn lại không tin tôi. Đấy, các bạn lại đi tin những cái thằng mà nó láo ngáo mà chả biết nó ở đâu mà lại đi mua, mua sau đó các bạn bị lừa. Đấy, còn bên tôi không cần cọc kiểm hàng thanh toán, tại sao các bác không tin tôi mà đi mua, mà các bác lại đi tìm những cái nơi mà nó chả đâu vào đâu. Đấy, nó là kiểu nó như vậy. Đấy, như con này em bán có 3,7 triệu đó, 3,7 triệu nhá, 3,7 triệu. Các bác nhìn thấy đẹp không, đẹp long lanh như ngọc trinh luôn nhá, mới full hộp nhá, 3,7 triệu Mi 12 nhá, Redmi 12. Còn tiếp theo là con Oppo A56, mới full hộp đầy đủ hết phụ kiện, từ ốp, từ sạc và từ tai nghe. Em bán và để cho các bác với giá là bao nhiêu? 2,750,000. Các bác bỏ ra 2,750,000, các bác nhận được một chiếc điện thoại pin 5000, màn hình 6,5, RAM 8 cộng 3 thành RAM 11, và con này 256GB, mới 100% nhá. Mới 100% nguyên hộp, full hộp và đầy đủ hết phụ kiện, từ ốp, từ sạc và tai nghe. Nếu các bác nhận không đúng máy mới và không đúng lời quảng cáo, thôi bỏ, đừng nhận nhá. RAM 8 cộng 3, Android 12, 256GB, Oppo A56 5G, chuẩn chưa? Đấy, còn em thì quay video ở đây, em quay nhanh và quay đơn giản thôi. Còn các bác muốn hỏi thêm thì các bác có thể gọi trực tiếp theo số điện thoại trên màn hình, hoặc kết bạn Zalo để em gửi một số hình ảnh tiếp theo. Còn bây giờ chúng ta cứ nói một cái thì nó đợi đến bao giờ, đúng không? Đấy, còn nó còn rất nhiều nữa cơ mà. Đây là một chiếc điện thoại Oppo K9X. Oppo K9X là nổi tiếng nhất rồi. Đấy, và K9S, hai con này nó liền nhau. Oppo K9X pin 5000, màn hình 6,7, RAM 12 cộng 5 thành RAM 17, và con này 256GB, giá là 3,700,000. 3,700,000 các bác nhá. 3,700,000, mới full hộp và đầy đủ hết phụ kiện cho các bác. Đây này, RAM 12 cộng 5 này, Android 12 chấm này. Đấy, 256GB này, K9X 5G này, chuẩn chưa ạ? Đấy, em để cho các bác với giá là bao nhiêu? 3,700,000. Tiếp theo là con Oppo K9S. Oppo K9S pin 5000, màn hình 6,7, màn hình 6,7, RAM 13, RAM 8 cộng 5 thành RAM 13, và con này nó là 256GB nha, RAM 256GB, pin 5000, để cho các bác có giá là 3,900,000. 3,900,000. Đây. Đấy, 3,900,000. Các bác đã sở hữu được một chiếc điện thoại Oppo K9S, RAM 8 này, cộng 5 này, và con này 256GB các bác nhá. Pin con này 5000. Đấy, đẹp như thế này mà giá chỉ có 3,900,000 thôi. 3,900,000 các bác đã sở hữu được một chiếc điện thoại như thế này rồi. Đấy, chả có ai bán rẻ như tôi, mà cũng chả có ai ngáo ngơ mà bán như tôi. Nhưng mà tại sao tôi vẫn bán được vài trăm đơn một ngày? Đấy, nói cho các bác như vậy. Em một là em không cọc, hai nữa là những cái lời quảng cáo em nó phải thực tế với cái sản phẩm của em, thì em cũng chả cần phải cọc. Em không lừa ai thì làm gì các bạn lừa tôi. Đấy, nhiều người bảo sợ tôi lừa. Tôi nói cho các bác, tôi chỉ có các bác lừa tôi, chứ tôi không lừa được các bác nha các bác nha. Bởi vì tôi không cầm của các bác 1000 nào không ạ. Có ai dám làm như tôi đâu. Các bác thấy không, người ta đăng lên trên mạng, người ta bán chỉ vài cây, 20 cây, 30 cây, của tôi bán cả kho, cả 1000 cây cơ. Đấy. Đây là một chiếc điện thoại Redmi A3 nha. Em để cho các bác với giá là 3 triệu đồng. Pin 5000, màn hình con này 6,7, RAM 8 cộng 4 thành 12, và con này 128GB thôi nha. Đấy, 3 triệu thôi. Chỉ có 3,500,000, nhưng mà bớt cho các bác 500. Con này ai cũng bảo là mắt nó to quá thì bớt lại cho các bác 500,000. Đấy, lấy giá hòa thôi, 3 triệu tròn thôi. Đấy, màn hình 6,71 inch này. Pin con này 5000 nhá. Đấy, máy nó còn full siêu thì em cũng không có bật để làm gì đây. Đấy. Màn to, máy to, phù hợp cho người trung niên, các thứ là khá là ok đấy, với giá 3 triệu. Ngoài thị trường thì kiểu gì nó sẽ đắt hơn rồi. Tiếp theo là con Redmi Note 12 nha. Rất là nhiều người tham khảo con này. Redmi Note 12.
Redmi Note 12 pin 5000 màn hình 6.7 RAM 8 cộng 2 thành RAM 10 và con này 256GB để cho các bác với giá là 4 triệu 100 nghìn. 4 triệu 100 nghìn mới full hộp và đầy đủ hết phụ kiện từ ốp và từ sạc và từ tai nghe nha các bác nhá. Mới 100%. Ôi giời lại hết pin không bật nguồn. Đấy, mới 100% đầy đủ phụ kiện, giá chỉ để cho các bác với giá là 4 triệu 100 nghìn thôi. 4 triệu 100 nghìn. Mới full hộp nha, đầy đủ hết phụ kiện từ ốp, từ sạc, từ tai nghe. Tiếp theo là con Redmi V30. Redmi V30 pin con này là 5000. Redmi V30 pin 5000 màn hình 6.5, RAM con này RAM 14. Đấy, có nghĩa là RAM 8 cộng 6 thì RAM 14 và con này 256GB. Đấy, màn hình 6.7, pin 5000. Để cho các bác với giá là bao nhiêu ạ? 3 triệu 700 nghìn thôi. Đấy, đây này, RAM 8 cộng 6 này, Android 12 chấm này, 256GB, Redmi V30 giá chỉ có 3 triệu 700 nghìn. Đấy, 3 triệu 700 nghìn mới full hộp đầy đủ phụ kiện từ ốp và từ sạc và từ tai nghe. Đấy, đẹp như thế này quá long lanh rồi nha các bác nhá. Còn tiếp theo, có một số bạn cũng tranh cãi cái con này. Techno 2 à Techno 10 này. Đấy, con này là Techno Spark 10, con này là Techno 10. Màn hình 6.6, RAM của nó RAM 16 và con này 128GB, pin 5000, giá nó 3.9 triệu. Đấy, các bác thấy nó giống iPhone không? Quá đẹp đúng không? Quá đẹp là ba mắt giống iPhone 14, 13 Pro Max đấy này. Quá đẹp và quá long lanh. Để cho các bác 3.9 triệu nha, Techno 10 nha. Đấy, RAM 16 và con này 128GB. Đây, em mở cho các bác xem cái thông số cho nó rõ ràng. Đến lúc các bác nhận máy, các bác lại bảo là mày quảng cáo một kiểu cái sản phẩm, mày một khác, không được. Đúng không? RAM Android 13 này. Đấy, RAM 8 cộng 8 này và 128 này, pin 5000 này. Đấy, giá để cho các bác chỉ có là 3 triệu 900 nghìn nha các bác nhá. Còn tiếp theo là con Redmi C33. Redmi C33 pin 5000 màn hình 6.5, RAM 8 cộng 4 thành RAM 12 và con này 256GB, pin 5000, màn hình 6.7, RAM con này RAM 8 cộng 4 thành RAM 12 và con này 256 nha. Đây. Đấy, để cho các bác với giá chỉ có 3 triệu 350 nghìn thôi. Redmi C33 3 triệu 350 nghìn, không cần cọc và các bác kiểm hàng thanh toán. Đây này. Như con này là Redmi 12C. Pin con này 5000, màn hình 6.7, RAM con này RAM 4 và 64GB, máy 2 SIM 2 sóng các bác nhá. Máy 2 SIM 2 sóng để cho các bác với giá là 2 triệu 800 nghìn. Đấy, Redmi C 12C. Redmi 12C nhá, để cho các bác với giá là đâu đây này. Có tiếp ở đây một con nữa. Đâu nhỉ? Đây. Đấy, có hai màu như vậy. MyC 2 triệu 700 nghìn, pin 5000, màn hình 6.5, 6.6.7 và con này RAM 4 và 64GB nhá, để cho các bác giá là 2 triệu 700 nghìn. Mới full hộp và đầy đủ hết phụ kiện nhá. Đấy, giá quá hợp lý, quá rẻ đúng không? Em nói rồi, em đăng lên bán toàn quốc này, em phải nói giá, em phải nói đúng, chứ còn nếu mà nói sai thì làm sao mà ai mua đúng không? Và đâu có phải là đăng lên bán cho một mình bạn đâu. Tôi đăng lên tôi bán toàn quốc cơ mà. Còn tiếp theo, các bạn muốn hỏi những dòng Samsung. Samsung Galaxy A12. Samsung Galaxy A12 mới nhá. Mới đầy đủ phụ kiện, ốp, sạc, tai nghe. Đầy đủ hết cho các bác. Giá 2 triệu 650 nghìn, pin 5000, màn hình 6.5 và con này RAM 6 và 128GB nhá. Samsung A12 nhá, RAM 6 128GB. Đấy, em đã kích hoạt hết rồi đây này, RAM 6 và 128GB. Đây. Đấy, 128GB và con này là pin của nó đây. Thông tin pin, pin con này 5000 đấy. Đấy, chuẩn chưa? Em chỉ để cho tất cả mọi người với giá chỉ có 2 triệu 650 nghìn thôi, 2 triệu 650 nghìn. Đấy. Samsung Galaxy A12 nha các bác nhá. Mới 100% đầy đủ phụ kiện từ ốp, từ sạc và từ tai nghe. Giá chỉ có 2 triệu 650 nghìn. Tiếp theo là con Redmi 13C. Redmi 13C pin 5000, màn hình 6.79 inch, RAM con này 6.74 inch, RAM con này RAM 8 cộng 2 thành RAM 10 và con này 256GB. Mới full hộp và đầy đủ hết phụ kiện từ ốp, từ sạc và từ tai nghe. Để cho các bác với giá 3 triệu 700 nghìn thôi. 3 triệu 700 nghìn các bác đã sở hữu được một chiếc điện thoại Redmi 13C nha các bác nhá. Mới đầy đủ hết phụ kiện nha. Đây này.
Đấy, cứ mới mà nhận thôi. Tất cả các sản phẩm bên em đều là không phải cọc một xu nào, và chúng ta được thoải mái kiểm tra test hàng, ok thanh toán tiền. Đấy, đây này, chuẩn chưa? Redmi 12C và 256GB 13C nha các bác nhá. Redmi 13C giá này chỉ có 3.700.000, chỉ có nơi này mới có đâu các bác, chứ còn mọi nơi thì chắc chắn là khó có thể. Còn tiếp theo là Poco C65. Poco C65 màn hình 6.7, RAM 8 và con này 128GB, pin con này 5.000, đang được giảm giá 500, chỉ còn 3.4 triệu thôi các bác nhá. 3.4 triệu thôi. Còn mỗi con này giảm giá xuống được 500, bởi vì công ty nó giảm thì bên mình giảm thôi. Poco C65 đấy, giá là 3.9 triệu, giảm 500, còn có 3.4 triệu thôi nhá các bác nhá. 3.400.000 Poco C65 nhá. Đấy, nhiều bác cũng tranh cãi mà, nhiều người bảo là thế ở trên mạng người ta bán có hơn 2 triệu mà tại sao tôi bán 4 triệu mà tôi ăn nhiều thế. Thế thì tôi mới nói cho các bác, nó có hàng tàu, hàng nhái, hàng sách tay, hàng độ vỏ, hàng lỗi kỹ thuật, nó có nhiều lắm. Nên là các bác không tìm được những cái địa điểm uy tín mà mua thì chúng ta sẽ bị lừa là chuyện bình thường. Còn bên em ấy, bán cho các bác mà em mà bán lưu hành bao nhiêu máy trên một ngày mà em mà lừa các bác thì chắc chắn là kênh của em nó không đạt được cái mức độ này, và em không bán được nhiều cái sản phẩm như thế đâu các bác ạ. Đấy là em chỉ cần nói như vậy. Còn tất nhiên mình thì làm dâu trăm họ mà, trăm người bán vạn người mua, làm sao để mình thuyết phục được người ta được. Đấy, ai tin mình thì có thể mua ủng hộ, mà không tin mình thì cũng không biết đi đâu mà lôi kéo các bạn để mua cho tôi, đúng không? Đấy, đây là một chiếc điện thoại Oppo A15s, pin 5000, màn hình 6.5. đấy, màn hình 6.5, con này nó là RAM 8 và con này là bao nhiêu đây, xem nào. Nhiều quá không nhớ được. 256GB RAM 8, 256GB nhá. Oppo A15s em để cho các bác với giá là bao nhiêu? 2.500.000. 2.500.000 nhá, mới full hộp và đầy đủ hết phụ kiện, từ ốp, từ sạc và từ tai nghe nhá. Đấy. Em thì có rất là nhiều cái sản phẩm, khi các bác mua các bác phải nhớ cái tên cái sản phẩm này thì chúng ta mới mua được, còn các bác không nhớ tên thì chắc chắn là các bác sẽ không mua được đâu, bởi vì lý do và nguyên nhân gì thì các bác sẽ hiểu. Bởi vì em nói cho các bác nhá, đầu tiên là em rất là nhiều cái sản phẩm. Đấy, mà các bác cứ hỏi chung chung thì có loại 2 triệu hay 3 triệu không thì em cũng không biết là gửi cái gì cho bác được, đúng không? Đấy, còn điện thoại nhà em thì nói thật ra thì nếu mà để nhà này mà thiếu điện thoại thì chắc nhiều nhà còn thiếu nhiều hơn. Còn nếu mà các bác, ôi xin lỗi, động máy quay nha, xin lỗi nha. Còn nếu mà các bác ở vùng nước, vùng biển hay là phụ hồ, phụ xây thì chúng ta nên tham khảo cái dòng điện thoại Redmi Note 10 5G chống nước, tuyệt đối 100%. Các bác được thả xuống nước rồi thanh toán tiền nha. Nếu mà nước vào các bác cũng không mất một đồng nào, cũng không ai bắt các bác đền đâu. Con này là pin 5000, màn hình 6.5, RAM 4 và 64GB, máy 1 SIM, giá chỉ có 3.500.000 thôi. Chống nước tuyệt đối 100%, giá 3.500.000 nha. Phù hợp cho các bác đi làm phụ hồ, phụ xây hay là đi vùng nước, vùng biển thì chúng ta hay dùng cái sản phẩm này là khá là ok. Đã nước không vào thì bụi nó sẽ không vào nha các bác nhá. Redmi Note 10 nha. Note 10 nha, Redmi Note 10 chống nước tuyệt đối 100%. Mới full hộp và đầy đủ hết phụ kiện cho các bác, thoải mái test hàng, thả xuống nước thanh toán tiền. 3.500.000. Tiếp theo là con Oppo A53. Oppo A53 pin 5000, màn hình 6.5, RAM con này RAM 8 và 128GB. Oppo A53 nhá. Oppo A53 RAM 8 và 128GB, giá 2.450.000. 2.450.000 mới, đầy đủ hết phụ kiện, từ ốp, từ sạc và từ tai nghe. Full hộp nhá các bác nhá. Đấy, con này RAM 8 cộng 3 thì RAM 11 và 128GB. Oppo A53 em để cho các bác với giá là bao nhiêu? 2.450.000. Oppo A53 thường nha các bác nhá. A53 thường 2.450.000. 128GB. Còn nếu mà các bác muốn tham khảo những cái dòng Oppo A53s. Đây. Oppo A53s pin 5000, màn hình 6.5, RAM con này RAM 8 và con này 256GB. Đây này, em bán giá bán lẻ là 3.800.000. Nhưng mà em bán online cho các bác chỉ có 2.750.000 thôi. Vì bán lẻ nó còn phải đóng thuế các bác nhá. Còn nhân thuế lên nữa thì nó sẽ rất là nhiều. Đấy, các bác phải hiểu vấn đề đấy, 15% thuế cơ mà. Còn em bán online nó chẳng cần đâu, bán lẻ lẻ nó không cần cả. Đấy, các bác phải hiểu vấn đề đó. Còn nhiều người thuế má như thế nào chắc không biết gì đâu. Bởi vì cái số lượng, các bạn phải hiểu là cái số lượng tôi bán ở đây nó số lượng khá nhiều, chứ không phải bán cây một hay là hai cây. Và các bác thấy nhà ai bán cái sản phẩm nhiều như tôi không? Không có đâu, đúng không? Bên em thì có từ Oppo, Redmi, Samsung, iPhone nhiều lắm. Các bác cứ chờ đợi và đăng ký kênh rồi là nó khác có.
gì đây? À, đây là con này em để cho các bác với giá 2.750.000 nhá, pin 5.000. Đấy, pin 5.000. Pin 5.000 em để cho các bác 2.750.000 Oppo A53s. RAM 6 và 128GB. RAM 6 và 128GB nhá. À, con này RAM 8 và 256GB, cứ nói nhầm. RAM 8 và 256GB. Đang mãi để ý cái kia cái là bắt đầu là quên cái này. Đây này, A53s 5G này, 256GB này. RAM 8 cộng 3 thành RAM 11. Và con này nó là Android 12 chấm nhá. Em để cho bác 2.750.000 thôi. Giá bán lẻ ngoài là 3.800.000, nhưng mà để cho các bác 2.750.000. Nhiều quá sắp quên mất giá à các bác. Nói lấn lộn hết rồi, thật sự ấy. Bởi vì cái số lượng em bán khá là nhiều. Nếu mà các bác tìm những cái sản phẩm mà tiền ít, bộ nhớ cao và lại pin nó lại được nhiều thì các bạn có thể tham khảo cái con này. Đây là một chiếc điện thoại Vivo i55s pin 5.000, à xin lỗi, pin 6.000. Pin 6.000 và màn hình 6.6, RAM của nó là RAM 8 cộng 4 thành RAM 12 và con này 256GB. Em để dành cho các bác chỉ có 3.700.000 mới full hộp và đầy đủ phụ kiện nha các bác nha. Đấy, em nói nhiều quá, sau đó là nhiều sản phẩm quá được quên mất rồi anh em. Nhiều lúc cái có cái thì nói lại và có cái thì nói lấn lộn lộn hết rồi. Đấy. Con này là RAM 8 cộng 4 thành RAM 12 và con này 256GB, pin con này 6.000 nhá. Để cho các bác chỉ có 3.700.000 thôi. Đấy, pin 6.000 là cũng khá là tương đối, còn loại cao nhất là pin 7.000 thôi, điện thoại ấy chả còn có con nào mà cao hơn đâu nhá. Đấy, pin nó con này nó là 6.000. Đấy, ok chưa? Để cho các bác 3.700.000. Đấy, full hộp đầy đủ phụ kiện. Ốp sạc và tai nghe. i55s nhá. Còn tiếp theo có một số cái sản phẩm đây nữa, đây là con Vivo i77e. Đấy, màn hình 6.7, RAM cũng là RAM 12, RAM 8 cộng 4 thì RAM 12 và con này cũng là 256GB, pin 5.000, giá 3.900.000, mới full hộp 100%, nguyên hộp full hộp và đầy đủ hết phụ kiện, từ ốp và từ sạc và từ tai nghe nhá, từ ốp từ sạc và tai nghe. Đấy. Giá này để cho các bác thì các bác còn lâu, các bác mới đi tìm đâu mà có nhá, em nói cho các bác. Còn các bác cứ đi tham khảo hết đi, nếu chỗ nào mà nó có bán hợp lý thì các bác mua cho đó. Còn tôi bán cho các bác phải tầm này tôi mới có được lời nha. RAM 8 cộng 2 này, 256GB này, Android 12 chấm này, 2 SIM 2 sóng, giá có 3.900.000, pin 5.000. Máy đẹp như thế này mà giá chưa đến 4 triệu mà các bác không cần phải cọc một đồng nào và chúng ta được kiểm hàng thanh toán nha. Tiếp theo là con Redmi 9A. Redmi 9A pin 5.000, màn hình 6.53, RAM 4 và 64GB. Con này em để cho các bác giá là bao nhiêu ạ? Đây, có 2.350.000 thôi. Đấy, RAM 4 này và 64GB này. Đấy, Redmi 9A nhá, mới full hộp 100%, để cho các bác với giá là 2.350.000. 2.350.000 Redmi 9A, RAM 4 64GB, 2 SIM 2 sóng, mới full hộp 100%. Tiếp theo là con Oppo A9 và A92. Oppo A9 và A92 thì em để cho các bác đồng giá. Đúng ra thì hai con này nó phải khác nhau. Còn các bác nhìn nó xước xước ở đây, không phải đây là dây bóng đâu nha các bác nhá. Bỏ ra nó sẽ mới này. Đấy. À, con này là 2.800.000, pin 5.000, màn hình 6.5, RAM 8 và con này 256GB. Hai con này đều như nhau hết. Nó chỉ khác mỗi cái cam này thôi, còn thông số kỹ thuật rồi tất cả các thứ là đều như nhau hết nha các bác nhá. Đấy, con này cũng như nhau hết, tất hai con này đều như nhau. Đấy, giá cũng như nhau. Đây, RAM 8 cộng 3 này và 256GB, để cho các bác với giá chỉ có 2.800.000 thôi. Đấy, các bác nhìn đốm đốm đây là cái dây bóng thôi. Đây, bỏ nó ra nó hết nhá. Đấy, chứ không phải là máy cũ đâu các bác nhá. Các bác nhìn qua màn hình thì cảm thấy nó như kiểu là máy cũ nhưng mà thực tế nó không phải đâu các bác. Đấy, con này giá chỉ có bao nhiêu? 2.800.000 dành cho tất cả mọi người. Tiếp theo là con Oppo A16. Oppo A16 pin 5.000, màn hình 6.5, RAM 6 và 128GB. RAM 6 128GB, giá chỉ có 2.300.000. 2.300.000 các bác đã nhận được một chiếc điện thoại này. Đấy, 2.300.000 thôi, mới full hộp và đầy đủ hết phụ kiện, từ ốp và từ sạc và từ tai nghe nha các bác nha. Đấy, Oppo A16 2.300.000 thôi, mới đầy đủ hết phụ kiện, từ ốp, từ sạc, từ tai nghe.
À, em bán cho các bác không cần cọc, kiểm hàng thanh toán. Nếu mà hàng em không đúng người hàng chính hãng và không đúng chất lượng những cái lời em quảng cáo, chúng ta không nên nhận cái đơn hàng này. Ram 6 128 ghi. Đấy, ok chưa? Quá đẹp, quá long lanh đúng không? Tiếp theo là cái con máy Zeno 6 và Zeno 7 và Zeno 5. Đây là một chiếc điện thoại Zeno 6 mới 100%, nguyên hộp, full hộp và đầy đủ hết phụ kiện từ ốp và từ sạc và từ tai nghe. Pin con này 5000, màn hình con này 6,56 inch và con này em để cho các bác với giá là bao nhiêu? 5.500.000 nhá, 5.500.000. Con này là RAM 12+5 à 12+7. RAM 12+7 nhá, 12+5, 12+5 thì RAM 17 và con này là 256GB Zeno 6 5G đấy. Zeno 6 5G. Đấy, Android 12 chấm mới, full hộp và đầy đủ hết phụ kiện nha các bác nha. Giá chỉ có 5.500.000 thôi, 5.500.000, không cần cọc một đồng nào. Thoải mái kiểm tra trước khi thanh toán nha các bác nha. Đấy, kiểm tra trước khi thanh toán. 5.500.000. Đây Zeno 6, còn đây là một chiếc điện thoại Zeno 5. Zeno 5 thì là nó là máy màn cong các bác. Đây là Zeno 5, màn cong mới, đầy đủ hết phụ kiện từ ốp, từ sạc và từ tai nghe nhá. Đây là màn cong các bác để ý, màn cong này. Con này cũng là mới 100%, đầy đủ full hộp. Em để cho các bác với giá là cũng là 5.500.000, RAM của nó ra 12+5 thì ra 17 và con này 256GB Zeno 5 Pro nha các bác nhá. Zeno 5 Pro đây này. Như thế này chỉ có 5.500.000 mà các bác không cọc và được kiểm hàng thanh toán, ok chưa? Như vậy thì chúng ta còn có gì để thắc mắc nữa không? Đấy, còn có chỗ nào mà rẻ hơn không? Đấy, còn nếu mà những cái sản phẩm của em mà nó không đúng với thực tế thì chúng ta cũng không nên mua. Và đây là một cái sản phẩm bán, nó không phải là bán rau, bán cỏ, bán hoa tai hay là bán nước hoa hay là bán giày, bán dép. Đây là cái số tiền nó khá lớn, chứ vài triệu bạc không phải là ít đâu. Đấy, một ngày bán cả tỏi bạc chứ không phải là bán 1-2 triệu đúng không ạ? Nên là em phải nhắc cho các bác nắm được cái cách mà chúng ta mua hàng bên em để tránh cái trường hợp là chúng ta bị mất tiền. Zeno 7 5G. Đấy, Zeno 7 5G, màn hình 6,5, RAM 12+5 thì ra 17 và con này 256GB. Pin con này cũng là 5000, để cho các bác với giá là 6.500.000, không cần cọc một xu nào. Đấy các bác thấy không? 6 7 triệu đến 10 triệu mà cũng chả cần cọc một đồng nào. Thế tại sao người ta bán cây 1 2 cây vài trăm nghìn vẫn cứ kêu cọc lên cọc xuống mà các bác vẫn đi tin, mà các bác vẫn đi mua? Thế đây là việc của các bác thôi. Chứ còn các bác bị như thế nào thì em không biết. Còn các bác không nắm được cái địa điểm uy tín thì các bác mua là các bác sẽ bị dính. Còn đây nhá, em nói cho các bác, Zeno 7 5G này, 256GB này. Đấy, RAM 17 này, Android 12 chấm này, 256GB nhá. Máy này em để cho bác chỉ có 6.500.000 thôi. 6.500.000 quá rẻ đúng không? Không còn chỗ nào rẻ hơn đâu nha các bác nhá. Em nói cho các bác bằng thật. Nếu các bác không tin, các bác cứ mua và các bác theo dõi và các bác nghiên cứu xem có đúng hay không. Còn bây giờ em sẽ phải tạm dừng video ở đây, bởi vì thời lượng video nó có hạn, nó cũng chỉ được như vậy. Còn chúng ta muốn đăng thêm thì nó cũng dài quá, nó không được phép. Thì cũng cảm ơn tất cả mọi người đã mất thời gian theo dõi video. Và chúng ta đừng quên đăng ký kênh và đừng quên chia sẻ và đừng quên cho tôi một lượt like. Kết bạn Zalo và gọi trực tiếp để được tư vấn và theo dõi những sản phẩm tiếp theo hàng ngày. Còn bên em còn Samsung, iPhone nó chưa quay kịp. Nên là các bác cứ đăng ký kênh đi rồi là em lại đăng tiếp một cái video nữa, các bác lại được nhìn thấy. Các bác không đăng ký kênh thì chắc chắn các bác sẽ không được nhìn thấy, phải không ạ? À, ok, cảm ơn tất cả các bác nha. Đừng quên đăng ký kênh và chia sẻ ngay video và cho tôi một lượt like. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người.